Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn một cách mà mình tạo một cái virus với hiệu ứng rất là hay. Trước tiên thì các bạn chọn cho mình một cái background nền với lại rất là nhiều màu sắc như này. Sau đó thì các bạn chọn vào phần brush sương mù cho mình nhé. Ok, sau đó các bạn sổ cái phần màu này xuống và chọn cho mình là Loss Brush nhé. Và phần này các bạn chọn cho mình là Dry Heavy Loss nhé. Tiếp theo các bạn chọn vào Setting Brush, phím tắt là F5 và các bạn kéo cái phần Smoothing này về nhé. Ok, bây giờ thì các bạn chỉ cần tắt cái nền này đi và dùng cái brush này để viết chữ thôi. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên nhấn nút like, share, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.